Dạ, Hiếu Phan mến chào tất cả quý vị khán giả Chào mừng quý vị trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu Phan Vlog Nội dung trong video này thì Hiếu xin chia sẻ lời khuyên của một vị thượng tọa tên là Thích Chí Trơn Thưa quý vị, thượng tọa Thích Chí Trơn là Phó trưởng ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cũng có chia sẻ với báo chí năm điều chúng ta cần nhớ khi mà uh, phát ngôn ở ngoài đời cũng như là trên mạng xã hội để tránh cái trường hợp là chúng ta bị khẩu nghiệp tự bị. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả vì cùng với gia đình của mình. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn trong công việc cũng như là cuộc sống à. Thì thời gian vừa qua quý vị khán giả có quan tâm hai cái drama nội đình nội đám ở trên mạng xã hội như là cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng hay là cái drama của Thiện A Minh Bộ Trụ thì lúc nào nó cũng có hai cái phe phái, hai cái trường phái đối lập với nhau, một bên thương và một bên ghét. Thì giữa bên thương và bên ghét thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn và có những cái lời nói nó không có được hay xích mít với nhau vân vân và thậm chí bây giờ trong cái câu chuyện của thiền am thì vị khán giả cũng thấy rất là rõ ràng trước đây á, thì anh chị em youtube đã từng cùng chung tay sát cánh với nhau yêu thương bảo vệ binh vực thiền am bảo trụ nhưng bây giờ thì nó cũng chia ra làm hai ba phe nữa thưa vị rồi có những câu từ nó cũng không có hay ho gì ở đây hết và qua những cái sự việc đó thì chúng ta thấy rằng có những người cũng lên trên mạng xã hội À, nói những lời lẽ nó khó nghe nó rất là nặng nề ở đây xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác môi móc đời tư vân vân đó còn cái drama của bà phương hằng thì chúng ta không còn gì để nói nữa khi mà bà lên trên mạng xã hội xúc phạm đến hết người này hết người khác hết ca sĩ rồi đến nhà báo luật sư vân vân và thậm chí là chửi luôn thầy ông nội tức là cụ lê tùng vân ở thiền a minh bảo trụ không còn cái gì để nói nữa thưa vị khán giả so với cái tuổi của bà đối với thầy ông nội thì vị khán giả thấy như thế nào có phải là đáng con đáng cháu của thầy hay không nhưng mà kêu bằng thằng bằng cu nặng rồi bằng cái này cái kia các kiểu hết dùng những ngôn từ rất là khó nghe rất là tục tiểu thậm chí là còn đòi đến thiền âm vũ trụ cắt cái của quý thầy ông nội bỏ vô máy sinh tố quay ra xây ra cho dịch ăn ở đây nữa đó thì đó cũng là một trong những cái khẩu nghiệp thưa vị và song song bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều cá nhân lên trên mạng xã hội cũng chia sẻ về những cái vấn đề có liên quan đến cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng hay là câu chuyện của Thiền Nam Minh Vũ Trụ có những cái ngôn từ nó không thể nào mà chấp nhận được, không có thích hợp thưa vị khán giả. Đúng không? Thì đó cũng là một trong những khẩu nghiệp mà hôm nay Thượng Thọ Thích trí Trơn là Phó trưởng ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam muốn chia sẻ để cho chúng ta nhớ rằng ở đây có 5 điều. Lời nói phải chân thật, ái ngữ, tâm từ bi có lợi ích và nói đúng thời điểm. Thưa quý vị, thì vị thượng tọ Thích Chí Trơn cũng đã chia sẻ ở trên một tờ báo thanh niên. Thì cho Hiếu xin gửi đến tất cả vị khán giả một cái nội dung của bài báo thanh niên như thế này. Rất mong là vị khán giả bỏ thời gian ra nghe và chúng ta tránh trường hợp phát ngôn ngoài đời lẫn trên mạng để không bị vướng vào khẩu nghiệp thưa vị nội dung bài báo như sau thượng tọa thích trí trơn năm điều cần nhớ để bạn tránh khẩu nghiệp ngoài đời lẫn trên mạng trong cuộc sống mỗi ngày con người ứng xử với nhau biểu hiện với nhau và thể hiện ý tứ của mình ngang qua ngôn ngữ và hành động tâm thức của chúng ta như thế nào thì sẽ phản ra lời nói hành động như vậy theo thượng tọa thích chí trơn trong đạo Phật hay dùng từ nghiệp, nghiệp là một hành động có tác ý. Tất cả những gì chúng ta nói, hành động, suy nghĩ sẽ đem lại kết quả do mình tạo ra. Khẩu nghiệp hay còn được gọi là ngữ nghiệp. Hiểu đơn giản, khẩu nghiệp chính là nghiệp do những lời nói của mình gây ra. Trong cuộc sống hàng ngày có không ít lần chúng ta lỡ lời hoặc dụng ý xấu vào lời nói gây nên tổn thương đối với người khác tất cả những điều này vô tình tích nghiệp cho bản thân mà không ai cũng nhận thức được thực tế cuộc sống hàng ngày chúng ta không chỉ nói chuyện trực tiếp với nhau mà suy nghĩ biểu đạt còn thể hiện bằng hình thức như viết phát ngôn lan truyền thông tin trên mạng xã hội quay trở lại với cuộc trò chuyện thượng tọa thích trí trơn cho biết những điều cần nhớ để tránh khẩu nghiệp chia sẻ với báo thanh niên thượng tọa cho hay người xưa có câu thư bất tận ngôn ngôn bất tận ý chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ biểu hiện ra hành động như vậy đó là lý do tại sao đức Phật hay chú trọng đến cái tâm và muốn con người cần huấn luyện theo thượng tọ dân gian có câu lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau do vậy chúng ta phải chọn lời nói làm sao để đẹp ý nhau vừa lòng nhau để đem lại những hòa khí nhưng nếu có chọn lựa là còn có tốt có xấu còn có chọn lựa là còn có những cái nên hoặc không nên còn với một người mà tâm ý đã hoàn toàn thanh tịnh tâm ý là tất cả những cái tốt rồi đó thì mới mở lời là tốt mở lời là thiện phó trưởng ban văn hóa trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nói là như vậy đó thưa vị cụ thể thượng tọa thích chí chân còn phân tích Đức Phật đã dạy năm điều như sau thứ nhất khi đã mở lời những lời nói của chúng ta phải chân thật thứ hai đó là lời nói ái ngữ tức là lời nói yêu thương mềm mỏng tót ra từ trong tình yêu thương của mình thứ ba là chúng ta phải nói bằng tâm từ bi tâm không sân hận tức là từ tâm không làm hại đến bất cứ ai đó là bi khởi tâm nói mà sân thì đó là thiếu từ nói mà gây tổn hại đến người khác đó là thiếu bi do vậy nên nói chân thật nói ái ngữ nói với tâm từ bi vị thượng tọa nhấn mạnh. Bên cạnh đó, chúng ta phải hết sức thận trọng trong lời nói. Nói có lợi ích hay không có lợi ích, đúng là chân thật, đúng là ái ngữ. Đúng là tốt bằng tâm từ bi, nhưng nó không đem lại lợi ích dứt khoát, không nói. Có một đặc tính tưởng chừng như nó không có liên quan, nhưng cũng là đem lại kết quả hoặc hệ lụy rất lớn. Đó là nói đúng thời, không đúng thời cũng là một lời nói thôi không nhưng điểm rơi nói đúng thời, nói đúng lúc thì kết quả rất tốt, còn không đúng thời đôi khi thành phản tác dụng. Thượng tọa thích chí chân kết luận, một lời nói được biểu hiện chân thật, ái ngữ tâm từ bi có lợi ích và nói đúng thời nếu chúng ta nắm được những nguyên tắc sống như thế này, lời nói của chúng ta đó là hoa, là hương, là ngọc để đem lại lợi ích trong văn hóa ứng xử giữa mình với người. Đừng đặt mình là trung tâm của vũ trụ. Trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ, ai cũng có quyền thích, không thích, nhưng mình đừng đặt mình là trung tâm của vũ trụ. Đừng có đem cái thích hay không thích của mình áp đặt một cách quá đáng. Đơn giản nhất Thượng tọa Thích Chí Trơn cho rằng, chúng ta phải làm chủ cảm xúc Ví dụ như mừng không quá cuốn cuồng, buồn không quá sầu bi, hạnh phúc không thăng hoa thái hóa, khổ đau không dằn vặt bất cập. Ba chấm, tất cả đều là những cung bậc thăng trầm lên xuống mà chúng ta phải lặng lẽ để thấy nó một cách nhẹ nhàng và chuyển biến nó thành cái có thể mình chấp nhận được nó khi đã nhìn mọi việc một cách trôi chảy như vậy thì gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng nhẹ nhàng dễ phản ứng những tác động đến cũng không hề lây chuyển được mình từ đó chúng ta có vững chãi trước những dông bão của cảm xúc và của tác động cuộc đời mà an nhiên giúp cho cuộc đời an nhiên hơn phát ngôn tự do nhưng phải đúng và tôn trọng người khác theo trưởng ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói như thế này, chúng ta hiện đang ngập lụt trong thông tin trên mạng xã hội với tốt xấu đủ kiểu. Trước đây người lớn thường hay trách con cái bị nghiện game, nghiện trò chơi để rồi bỏ học. Nhưng giờ, nhiều người lớn đang quên rằng mình hình như cũng đang nghiện mạng xã hội một cách rất mặc nhiên theo thói quen. Thượng tọ thích chí chơn lấy ví dụ, ta tưởng đâu rằng internet sẽ làm con người gắn kết vào nhau thực ra nó làm cho tình cảm gia đình cách xa mỗi ngày bước chân ra đường lo công ăn việc làm lo học hành về đến nhà thì bố chiếc điện thoại của bố mẹ chiếc điện thoại của mẹ con chiếc điện thoại của con tuy là thân ngồi đó nhưng tâm mỗi người một thế giới vị thượng tọ giải thích một người khôn ngoan là một người đi siêu thị mua những món hàng mình cần thiết mang về cho nên thông tin xã hội rất nhiều nhưng cái gì lợi lạc thiết thực cho mình thì mình học hỏi còn lại phải tỉnh thức với chính mình sử dụng mạng xã hội đôi khi chúng ta lạc giữa những điều vô bổ vô tình ta lại phát ngôn cho thọ chí để cho thọ lòng thôi nhưng cái mà ta cho rằng ta có quyền tự do quyền được nói nhưng đó lại là những điều gây tiêu cực cho cá nhân gia đình và xã hội do vậy sự tự do của mình phải được đặt trên những sự tự do của người khác tôn trọng mình chính là mình tôn trọng người khác còn những lời nói vô bổ những lời nói thiếu trách nhiệm nói thiếu văn hóa đó là tự phỉ nhộ chính mình và mình không tôn trọng lấy mình thượng tọa thích chí trơn nói theo trưởng ban văn hóa giáo hội phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh người ta vẫn thường nói tâm tùng tứ hiện tứ tự tâm sinh tâm của chúng ta như thế nào thì nó sẽ biểu hiện ra cái tướng như vậy trong trái tim của chúng ta chất chứa cái gì thì nó sẽ biểu hiện ra ngôn ngữ và lời nói như vậy không che đậy được cho dù chúng ta có diễn cỡ nào thì cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi nhưng dần dần cái thật nó cũng thể hiện vì vậy hãy huấn luyện tâm cho thật lành mạnh huấn luyện tâm cho thật trong sáng chân thật để nói những lời chân thật trong sáng yêu thương với một người có năng lượng tích cực Đôi khi họ chỉ cần nở một nụ cười, họ có một ánh nhìn, đưa một cánh tay thôi, nó sẽ biểu hiện ra điều tích cực. Những người có tâm hồn tiêu cực, đôi khi lời nói, ánh nhìn biểu hiện đem lại cái khiến người ta nghi ngờ, thận trọng, khiến người ta không gần gũi lại nhau. Sau cùng, thượng tọa thích chí trơn nhận xét, xã hội ngày nay đang cần năng lượng tích cực, đang rất cần những lời nói chân thật kèm theo đó là ái ngữ từ bi có lợi ích và nói đúng lời đúng lúc dạ xin nói thưa quý vị quý vị vừa nghe hiếu chia sẻ lời của thượng tọa thích chí trơn nói ra năm điều cần nhớ để chúng ta tránh khẩu nghiệp ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội thưa quý vị thì uh, quý vị khán giả cũng thấy rồi thời gian vừa qua cho đến thời điểm hiện tại cũng còn rất là nhiều người có những lời nói không thích hợp, nói rất là khó nghe mà chúng ta gọi đó là những lời nói khẩu nghiệp, thưa vị. Cho nên qua đây Hiếu cũng khuyên như thế này lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thưa quý vị khán giả. Thì nếu quý vị khán giả cũng thấy rồi cái uh, điều 331 Bộ Luật Hình Sự đang vận hành rất là trôi trải nó áp dụng cho những ai có những sự việc, những câu chuyện nó chưa có được chính xác rõ ràng xác thực kiểm chứng ở đây mà lên chia khẽ, sẽ để vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hay là dùng những câu từ tục tiểu thiếu văn hóa đạo đức thì sẽ vướng vào cái điều khoản 331 này thưa vị khán giả đó thì chúng ta thấy rằng à, cái điều 331 ra đời nó là một cái sợi dây thòng lọng là một cái vòng kim cô ai cũng có thể vướng vào nó hết thưa vị thì theo vị nhận xét như thế nào về năm điều của vị thường tọa Thích Chí Trơn sau khi mà hiếu chia sẻ cho vị nghe thì rất mong là vị để lại một bình luận nhận xét và góp ý à, có những lời lẽ hay để mà chỉ bảo cho hiếu à cũng như là bấm một like tặng cho hiếu và một đăng ký kênh để cho kênh của hiếu phát triển hơn nữa hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều bây giờ thì video cũng khá dài cho hiếu xin được tạm dừng ở đây xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo chúc quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc xin kính chào tạm biệt ạ à.